Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây mình xin trình bày trích trong một phần của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Xin đổi cái tiêu đề một chút, đó là tiêu đề chính của giáo sư là mối ác cảm của nhân dân thế giới đối với giáo hội La Mã. Mình xin được đổi tiêu đề là tại sao phải cần diệt trừ cái đạo ác ôn này. Thứ nhất, nhờ có quyền lực trong tay, tăng giáo hội tìm đủ mọi thủ đoạn để vơ quét thêm quyền lực và lao đầu vào số hố vực sâu thẳm của tội ác. Tội ác đầu tiên của giáo hội là quyết tâm tiêu diệt tận gốc, đốc tận rễ đạo Kitô Do Thái và những thành phần bất khuất của hệ phái tôn giáo này. Vấn đề này được sách sử ghi lại rất rõ ràng như sau. Trong 3 thế kỷ đầu công nguyên, Kitô giáo không có nhà thờ mà chỉ có phòng hội. Không biết Thiên Chúa Ba Ngôi là gì, không thờ ảnh tượng, không tin và không thờ bà Maria đồng trinh. Thậm chí họ cũng không thờ Giêsu mà chỉ coi ngài như một bậc thầy khôn ngoan mà thôi. Do đó không có thánh lễ Misa, không có phép mình thánh Chúa. Cuối thế kỷ thứ 3, vị giám mục nổi tiếng nhất thời đó là Arius, người Hy Lạp, đã sáng tác ra những bài thơ tóm tắt giáo lý của Kitô giáo nguyên thủy. Thiên Chúa là đấng duy nhất không được sinh. Mời họp công đồng Nisi cùng với các giám mục Kitô khác như Athanasius và Meselus. Các vị giám mục này giữ vững niềm tin Kitô nguyên thủy nên không chịu ký tên công nhận là kinh tin kính của Công Tây Tin. Kết quả là Arius bị Công Tây Tin giết chết năm 336. Athanasius và Meselus bị bắt đưa đi đày. Hàng ngàn tín đồ Kitô bị đế quốc sát hại. 14 năm sau, Meselus được thả ra. Ông viết sách lên án Công giáo là tà đạo, có nghĩa là đạo thờ ba thiên chúa ám chỉ là một thứ đa thần giáo với những tín điều bịa đặt và hoàn toàn trái ngược với Kitô giáo nguyên thủy. Là một độc thần giáo chân chính, năm 340, đế quốc La Mã chính thức đưa tôn giáo do chúng thành lập lên thành đạo chính thức của toàn đế quốc và đặt tên cho đó là Công giáo. Tất cả những gì là đặc trưng của Công giáo ngày nay đều do đế quốc La Mã bày đặt ra sau năm 325. Từ đó chẳng có hoàng đế La Mã nào muốn tiêu diệt người Công giáo vì Công giáo là đế quốc La Mã là một. Theo học giả Jacqueline Nguyễn, con số những người theo phe giám mục Arius bị sát hại là 3.000 người. Năm 340, đế quốc La Mã tiêu diệt hết các giáo phái Kitô, đi ngược lại các giáo điều của hội nghị Nisi do hoàng đế Công Tây Tin triệu tập vào năm 325 và chính thức đặt tên cho giáo hội Kitô mới của toàn đế quốc Công giáo. Tiếng Latin là Catholic, tiếng Hy Lạp là Catholicos, có nghĩa là tôn giáo của hoàng cầu. Một học giả đã viết như sau: tất cả mọi người thờ Chúa đều phải quy tụ trong một hệ thống thiêng liêng đặt dưới quyền cai trị của giáo hoàng La Mã. Bất cứ ai không phải là thành viên của giáo hội đều bị vứt bỏ ra khỏi cuộc đời này, và điều quan trọng hơn là bị vứt bỏ ra đời sau. Đây là một lệnh cưỡng bức toàn dân thuộc đế quốc phải theo đạo Công giáo. Mọi người chống đối đều bị giết. Riêng những người Kitô thuộc giáo phái Arius bị giết trên 3.000 người. Sau vụ tàn sát những tín đồ Kitô theo phe giám mục Arius, giáo hội La Mã dồn nỗ lực vào tiêu diệt tận gốc tất cả những tín đồ Kitô Do Thái cũ còn lại nếu không chịu thuần phục và không tin theo đạo Kitô mới có thêm tín lý Chúa Ba Ngôi, chưa có tín lý Đức Mẹ Đồng Trinh. Không ai biết rõ con số nạn nhân này là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là nhiều lắm, vì chỉ sau một thời gian ngắn hệ phái tôn giáo này bị tiêu diệt hoàn toàn. Sử gia cựu giáo sĩ Martin Malachi nói về thảm cảnh của họ như sau: họ cố gắng để tồn tại cho đến mấy chục năm đầu của thế kỷ thứ 5, rồi thì họ biến mất từng người một. Một số thì nhập vào giáo hội La Mã, luôn luôn là tư cách cá nhân, không bao giờ có trường hợp cả cộng đồng hay toàn thể các nhà thờ Kitô Do Thái.
Một số khác lẫn vào trong khối người theo nghi lễ mới của giáo hội Đông Phương, người Syriac, người Assyrian, người Hy Lạp, người Armenia. Nhưng rất nhiều người đã chết vì lưỡi gươm của quân lính La Mã truy lùng họ như những hạng người sống ngoài vòng pháp luật. Chết đói vì bị tước đoạt mất ruộng đất để sinh nhai và không thích nghi được với cuộc sống ở các nơi đô thị. Một yếu tố khác nữa là sinh suất của họ lại giảm sút tới số 0. Vào khi tiểu sử của ông Jesus khác hẳn với phúc âm, được viết bằng tiếng Trung Hoa và lưu hành ở Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 7, thì không còn tín đồ Kitô Do Thái tồn tại nữa và dòng dõi bà con của Chúa cũng không còn nữa. Khắp mọi nơi, giáo hoàng La Mã đều ra lệnh phải tôn trọng và hành xử quyền hành. Kể từ đây, người Do Thái bị gán cho tội giết hại ông Giêsu rồi bị trù ẻo và trả thù một cách vô cùng man rợ. 2. Ra khẩu lệnh lên án và khử diệt tất cả những kẻ nào làm trái với ý muốn của giáo hội và khởi xướng ra tục lệ, chỉ có giáo hoàng mới được quyền đưa bàn chân cho các ông hoàng đế hay vua chúa hoặc các nhà lãnh đạo quốc gia quỳ mọp xuống hùng hích. Sự kiện này được sử gia Phaolô Guillaume ghi lại với nguyên văn như sau: Giáo hoàng Menides, người qua đời trên giường bệnh của một bậc đế vương Sylvester, lên nối ngôi và tại vị gần 22 năm trời. Trong thời gian này, giáo hoàng bắt đầu nắm quyền thế tục, lên án tà giáo, có nghĩa là những lời dạy trái với lời dạy của giáo hội La Mã, sẽ bị trừng phạt, bao gồm cả bị bỏ tù, phạt vãng lưu đày và bị hành hình. Bao quanh là tất cả những gì huy hoàng và lộng lẫy, với những quan hầu sẵn sàng cung ứng cho những cơn thích tùy hứng. Giáo hoàng tự nhiên trở thành vinh quang và độc đoán thái quá. Không ai có thể tới gần giáo hoàng mà không phủ phục, gục mặt xuống ôm hôn bàn chân của ông ta. 3. Lập ra ban đảng gọi là Giáo hội Công giáo La Mã. Sau đó vào năm 383, tôn giáo này sử dụng danh xưng mới là Catholica hay Catholic, tôn giáo của họ toàn cầu, và còn gọi là Đạo Kitô La Mã hay Giáo hội La Mã. Kể từ đó, nó đi sâu vào con đường tội ác chống lại nhân loại bằng những thủ đoạn hết sức gian manh và vô cùng quỷ quyệt. Chúng biến cái tôn giáo này thành một băng đảng cướp ngay. Những thủ đoạn này là dùng tín lý có sẵn trong thánh kinh và bị đặt thêm nhiều tín lý láo khoét khác để phỉnh gạt, lừa bịp nhân dân dưới quyền, dùng bạo lực của nhà nước để cưỡng bách nhân dân dưới quyền phải khuất phục và tuân thủ những tín lý Kitô láo khoét. Trên đây cũng là những giáo luật chuyên chế về những lời dạy lưu manh của nó về ngoài sự việc phong là tôn giáo của toàn cầu hay công giáo. Sử dụng một danh xưng khác nặng tính cách vơ vào nhiều hơn nữa, như là hội thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền, rao truyền rằng và ngoài giáo hội không có sự cứu rỗi, nhận vơ là đại diện duy nhất của bố con tên ác thần Jehovah cộng Giêsu, và tự cho là được Chúa ban cho độc quyền quản lý nhân dân ở trên trái đất này. Đây là một sự thật bất khả phủ bác và đã được sách sử ghi lại rất rõ ràng. Sách Đạo Thiên Chúa và Chủ nghĩa Thực Dân tại Việt Nam viết rằng đất thuộc về Chúa Kitô và người đại diện Chúa Kitô có quyền sử dụng tất cả những gì không do tín đồ của Chúa chiếm hữu. Những kẻ ngoại đạo không thể là kẻ chiếm hữu hợp lý bất cứ một mảnh đất nào. Đồng thời, nó còn bịa đặt thêm không biết bao nhiêu là chuyện hoang đường khác, cùng mà rất nhiều điều phi lý, rồi cưỡng bách người dân dưới quyền phải triệt để tuân hành. Một số trong những chuyện láo khoét này là những chuyện như Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ Đồng Trinh, lò luyện ngục, giáo hoàng không lầm lẫn, vân vân. Thử hỏi từ ngàn xưa, từ Đông sang Tây, có cá nhân hay tổ chức nào lưu manh, quỷ quyệt và gian ác như giáo hội La Mã không? Vấn đề này đã được trình bày đầy đủ nơi chương 4, mục 2, phần 1 trong sách Ra lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. 4. Càng ngày càng dần
dùng những thủ đoạn quỷ quyệt hơn để tóm thâu và tập trung quyền lực vào trong tay. Theo thời gian, càng về sau, giáo hội La Mã càng dùng những thủ đoạn quỷ quyệt để theo đuổi chủ trương thần quyền, chỉ đạo thế quyền mà giáo hoàng Leo thứ nhất 440-461 đã không khai tuyên bố vào năm 451. Sau đó, giáo hội lại còn ban hành bản tuyên cáo vào năm 1075 trong thời giáo hoàng Gregory thứ 7 năm 1073-1085, gồm 27 điều coi như là luật. Trong đó có những điều cực kỳ ngang ngược như không ai có quyền phán xét giáo hoàng có quyền truất phế ngôi vua hay rút bỏ chính quyền nào nằm trong vùng ảnh hưởng, không chịu khuất phục giáo hội, giáo hoàng có quyền ra lệnh cho nhân dân nổi loạn chống lại chính quyền nào không chịu khuất phục hay không chịu thỏa mãn những yêu sách của giáo hội. Chỉ có một mà mình giáo hoàng mới có quyền đưa bàn chân ra cho các vua chúa và vương hầu các nước ôm hùng. Chỉ có giáo hoàng mới được quyền bổ nhậm và thuyên chuyển các giám mục ở các quốc gia địa phương, vân vân. Với bản tuyên cáo này, giáo hội La Mã đã trở thành một trong những chế độ siêu độc tài, siêu chuyên chính hơn tất cả các chế độ độc tài chuyên chính từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Và vị giáo chủ của cái tôn giáo này đã trở thành hoàng đế của các hoàng đế, một thứ siêu bạo chúa mà trong lịch sử loài người không có một tên bạo chúa nào có thể sánh bằng. Vấn đề giáo hội phóng tay thu vơ quyền lực, vơ quét và tích lũy tài sản cho đầy túi tham, lao đầu vào làm những việc vô cùng tàn ngược và cực kỳ dã man đã được chúng tôi trình bày đầy đủ trong chương 13 sách Tâm Thương gửi nhà nước Việt Nam. 5. Thiết lập các tòa án dị giáo để thi hành chính sách bất phân chung đối với nhân dân dưới quyền thuộc các tôn giáo hay nền văn hóa khác. Sau khi ban hành quyết định thành lập các tòa án quái đản này vào năm 1232, thì tất cả các nhà thờ trở thành nơi đầu não của cơ quan mật vụ của giáo hội tại các địa phương. Kể từ đó, nhân dân của các quốc gia Âu Châu nằm dưới quyền sinh sát của giáo hội đều sống trong tình trạng ngày đêm bị khủng bố thường trực. Họ luôn luôn phập phồng, ngày ngày lo sợ có thể vào một lúc nào đó sẽ bị bọn mật vụ chó săn làm tay sai cho nhà thờ để túm cổ đem đi nộp cho cái tòa án khốn nạn này. Với tình trạng như vậy, nhà thờ đã dễ dàng đòi hỏi hay cưỡng bách họ phải tuyệt đối tin theo tín lý Kitô láo khoét và phải triệt để làm theo những gì mà giáo hội ra lệnh hay mong muốn. Ai thuận và cúi đầu khuất phục giáo hội thì sống, ai chống lại hay nghi ngờ tín lý Kitô hay nghi ngờ những lời dạy hoặc làm những gì khác với ý muốn của giáo hội thì bị gọi là tà đạo. Tất cả những người bị nghi là tà đạo đều bị truy lùng và túm cổ, giao cho tòa án dị giáo xét xử và bị thiêu sống cho đến chết. Giống như trường hợp các nạn nhân như ông John Hood năm 1373-1415, bà Jenner năm 1412-1431, linh mục bà Savonarola Girolamo năm 1452-1498, linh mục Bruno Giordano năm 1548-1600, hoặc là bị tù chung thân như nhà bác học mà Galileo Galilei năm 1564-1642, vân vân. Con số nạn nhân bị các tòa án khốn nạn này sát hại thật là kinh khủng, lên đến trên dưới 100 triệu người. Sách sử ghi lại rằng chỉ riêng ở Tây Ban Nha và các thuộc địa của đế quốc này, con số nạn nhân bị Vatican giết hại cũng đã lên đến 68 triệu người. Chỉ nổi trong thời kỳ thi hành chương trình Inquisition ở Tây Ban Nha, giáo hội La Mã đã tra tấn, gây thương tật và sát hại là 68 triệu. Và nhiều nạn nhân này cũng là những người Thiên Chúa giáo tin tưởng vào. Khủng khiếp hơn nữa là giáo hội còn sử dụng cả những người thân thương ruột thịt trong gia đình để rình mò dò xét lẫn nhau rồi báo cáo cho nhà thờ. Chính giáo hoàng Phaolô đệ thứ tư năm 1555 đến năm 1559 còn tuyên bố rằng nếu bố tôi là vị giáo đồ, tôi sẽ chụp củi thiêu sống ông ta luôn. Trong bản tuyên cáo 6 ngày 15 tháng 6 năm 1999 của các tác giả Phan Đình Diệm cho chúng ta thấy rõ sự thật phi luân khốn nạn này. Công đồng mà Trung thứ 19 Tridentino năm 1545 năm 1564, giáo hội đã ra tay
củng cố quyền giáo huấn là một chân lý tuyệt đối. Công đồng đưa ra tín lý và giáo điều vào canon hình luật. Một lời nói phạm vào điều cấm của một canon là thụ án hỏa thiêu. Để như dễ như chơi, cha con tố cáo nhau, vợ chồng tố cáo nhau, anh em tố cáo nhau, bạn hữu tố cáo nhau, hàng xóm láng giềng tố cáo nhau, vân vân. Trước tòa án của giáo hội, giáo hoàng Phao Lô thứ tư năm 1555 năm 1559 tuyên bố: nếu bố tôi là vị giáo đồ, tôi sẽ chụm củi thiêu sống ông ta, vân vân. Ví dụ canon thứ nhất nói về tội bị thiêu sống, viết: nếu bất cứ ai nói rằng con người có thể tự biện minh trước Thiên Chúa bằng việc làm của chính nó, bất kể việc làm qua giáo huấn nhân bản tự nhiên hay giáo huấn của luật, nhưng không qua ân sủng của Thiên Chúa, không thông qua Đức Giêsu Kitô, nó phải tuyệt thông. Hàng trăm canon di ly vụn vặt như thế, giáo điều được huấn quyền tuyệt đối của giáo hội đưa vào hình luật giết hại cơ mang nào là người sống trong 8 thế kỷ từ năm 1232, giáo hoàng Rockley thứ 9 năm 1227 năm 1241 thiết lập tòa án xử bọn dị giáo gọi là Inquisition. Một mà phương ngôn của khoa thần học Roma là khi giáo hội Roma nói mọi tiếng nói khác phải câm đi. Một giáo hội tự tuyệt đối hóa mình nắm cực quyền trên sinh mạng sống đồng thời đồng loại như thế, người ta không thể nói đến dân chủ. Lời tuyên bố trên đây của giáo hoàng Phaolô thứ tư năm 1555 năm 1559 khiến cho chúng ta nhớ lại lời phán dạy của Giêsu: ta đến đây không phải là mang lại sự bình an mà là mang gươm đa giáo. Ta đến để cho con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và làm cho người trong nhà trở thành thù địch chống lại nhau. Kẻ nào yêu kính cha mẹ hơn ta thì không đáng gì đối với ta, và kẻ nào yêu thương con cái hơn ta cũng không đáng gì đối với ta. Matthew 12:37. Không ai có thể phủ nhận được đó là một phương cách khốn nạn nhất, vì nó sẽ làm cho cha mẹ, vợ chồng, con cái và anh em ruột thịt nghi ngờ về phòng đề phòng lẫn nhau. Một khi đã nghi ngờ và đề phòng lẫn nhau như vậy thì người ta không còn tha thiết thương yêu nhau nữa, nếu không muốn nói là lạnh nhạt, luôn luôn phải thủ thế để khỏi bị báo cáo và mang vạ tới nhà thờ. Nói chung là tình yêu thiêng liêng, thiên bẩm trong mối liên hệ giữa con người trong thân tộc đã bị giáo hội làm cho phôi pha, nhạt nhòa, phai nhạt. Như vậy là cái chất keo sơn kết dính những người trong gia đình gắn bó với nhau đã bị giáo hội La Mã làm cho hư rửa. Ở vào tình trạng này, con người trở nên cảm thấy cô đơn và phải tìm một điểm tựa tinh thần. Lúc đó nhà thờ lại trở thành điểm tựa cho người tín đồ trung thành đang tìm đến để được an ủi. Như vậy là bình yên, yêu thương giữa người thân thương ruột thịt đã bị giáo hội hay Vatican phá vỡ để nhường chỗ cho lòng yêu thương của họ đối với Vatican, và được ngụy trang là tình yêu đối với Chúa hay đức tin Kitô. Cái nham hiểm độc ác và khốn nạn của tòa thánh Vatican là ở chỗ đó. Phương cách giáo dục và quản lý biến tín đồ thành hạng người mất hết tình cảm thiêng liêng đối với những người thân thương ruột thịt trong gia đình. Như vậy quả thật là giáo hội La Mã đã biết bọn con chiên của giáo hội đã trở thành loài súc sinh. Tính cách súc sinh này của tín đồ Kitô La Mã được thể hiện rất rõ rệt hơn nữa qua cách tra tấn, hành hạ và sát hại những nạn nhân của họ trong cái cuộc chiến thập tự chiến trong thời Trung Cổ năm 1095 năm 1291. Trong cái cuộc chiến tranh tôn giáo giữa một bên là Kitô La Mã, một bên là Kitô Tin Lành ở Âu Châu trong các thế kỷ 16 và 17. Trong các cuộc tiến quân đánh chiếm đất đai ở Phi Châu, Mỹ Châu Latin và ở Phi Luật Tân làm thuộc địa từ hậu bán thế kỷ 15 cho đến cuối thế kỷ 16. Trong việc bách hại và tàn sát những thành phần thuộc các tôn giáo khác ở Croatia. Trong những năm 1941 năm 1945 ở miền Nam Việt Nam, trong những năm 1954 năm 1975 và ở Rwanda trong năm 1994, vấn đề này đã được chúng tôi trình bày khá đầy đủ với nhiều chi tiết trong chương 13 sách Na Tâm Thư gửi nhà nước Việt Nam. Chương sách này có thể đọc online trên sachhiem.net. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, riêng về phương cách mà nhà thờ và tín đồ Kitô thường sử dụng để tra tấn và hành hạ nạn nhân có thể được tóm tắt như sau: đi tàu thủy,
nhúc nạn nhân vào thùng phi đầy nước rồi dùng gậy đánh vào thùng cho tù nhân vỡ bụng. Đi tàu bay treo tù nhân lên rồi đánh hội đồng như tập võ. Treo ngược chân tù nhân lên hàng giờ, tra điện, dí nguồn điện hàng ngàn vôn vào tù nhân cho đến ngất xỉu rồi thẩm vấn. Tàu bò bắt tù nhân nằm ngửa, hai thằng đè hai bên rồi một thằng đổ nước xà phòng vào mũi tù nhân cho đến ngất để thẩm vấn lấy lời khai. Đốt lửa và hậu môn, dí dùi lửa vào chân tay tù nhân, cắm kim vào đầu ngón tay tù nhân, đánh vào dương vật và dịch hoàn, bắt rắn cho vào quần tù nhân nữ, cắt vú tù nhân nữ, chọc rách âm hộ tù nhân nữ, rải vôi bột xuống đầu tù nhân khi nhốt trong chuồng cọp, không cho tù nhân tắm giặt, không cho tù nhân ăn muối, bỏ cát sạn vào cơm tù nhân, không cho tù nhân ăn rau xanh, cho tù nhân nằm trên cất đái, không cho tù nhân thấy ánh mặt trời, gây tiếng động mạnh để khủng bố tù nhân. Chế Trung Hiếu, người Iraq phẫn nộ, bọn ngụy còn độc ác dã man hơn thế. Về tính cách dã man và dụng cụ tra tấn nạn nhân của Kitô giáo, xin độc giả đọc các trang 102, 117 trong sách Công giáo chính sử Garden Roar, giao điểm 1999 của giáo sư Trần Trung Ngọc. Bản chất xuất sinh của tín đồ Kitô La Mã cũng được thể hiện ra qua mấy câu thơ dưới đây của một con chiên người Việt. Nếu cha tôi mà theo cộng sản, tình cha con đứt đoạn không thương. Một mai tay giữa chốn xa trường, tôi sẽ nhắm thẳng ngực người mà bắn. Cái bản chất xuất sinh này của họ cũng được thể hiện ra qua các trường hợp dưới đây. Thứ nhất, đời sống loạn luân cũng như cung cách hành xử và những việc làm phản đạo đức, phản nhân luân và cực kỳ man rợ của các giáo hoàng như John thứ 12, 955-963, John 23 năm 1410-1415, Sixtus thứ 4 năm 1471-1481, Alexander thứ 6 năm 1492-1503 và nhiều giáo hoàng khác. Riêng về giáo hoàng Sixtus thứ 4, sách Vicar of Church viết giáo hoàng Sixtus thứ 4 năm 1471-1484, can tội loạn luân, ăn ở với chị em gái sinh ra đứa con trai tên là Pietro Rio, và cũng là giáo hoàng đầu tiên cấp giấy hành nghề mở nhà chứa, nhà thổ. Tại kinh thành La Mã, nhờ vậy mà mỗi năm ông thu hoạch được 30.000 tiền ducat. Ông cũng thu hoạch được những khoản tiền khá lớn bằng cách đánh thuế các tu sĩ nào muốn công khai sống với tình nhân, bạn gái. Tệ hơn nữa, ông còn làm tiền bằng cách bán giấy phép cho các ông nhà giàu được quyền an ủi các bà có chồng xa nhà, vân vân. Thứ hai, thời gian từ vào tháng 9 năm 1996 cho đến tháng 2 năm 1998, học giả Kitô Chắc Lê Nguyễn cho phổ biến một vài bài viết nói lên những sự thật về những hành động tội ác của giáo hội La Mã chống lại nhân loại trong gần 2.000 năm qua. Khi biết được chuyện này, vợ con ông liền lôi ra xử lý đối với ông như là một tội nhân trước tòa án dị giáo của giáo hội La Mã trong thời Trung Cổ. Vợ tôi trở thành một thứ phán quan, chỉ còn thiếu vàng hỏa thiêu mà thôi. Tình trạng phi luân, bất nghĩa và bất hiếu này khiến ông buồn khổ và phải bỏ nhà ra đi sống lang thang như một người không nhà. Thứ ba, cũng vì nền tảng gia đình bị phá vỡ đến tận gốc và tín đồ được nhồi sọ phải đặt tình yêu đối với giáo hội hay Vatican lên trên tình yêu thương gia đình, lên trên tình yêu tổ quốc hay đất nước, cho nên dưới mới có tình trạng bọn tu sĩ và con chiên người Việt bảo nhau rằng thà mất nước chứ không thà mất Chúa, giữ đạo chứ không giữ nước, nhất Chúa nhì Cha, thứ ba Ngô Tổng thống và giám mục Ngô Quang Quyệt mới ngang nhiên tuyên bố rằng chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đồng thời còn có rất nhiều trường hợp mà tín đồ Kitô sẵn sàng bỏ chồng hay bỏ vợ và các con cái nếu người phối ngẫu là người thuộc các tôn giáo khác.
không chịu theo đạo. Cách đây mấy năm, người viết được biết tại Vancouver, BC đã có một trường hợp như vậy. Thứ tư, cái bản chất và tính cách súc sinh của tín đồ Kitô cũng được Vatican hay Giáo hội La Mã công khai nhìn nhận qua cung cách gọi họ là con chiên, tức là cù non. Một cái loài thú ăn cỏ ngu nhất nếu đem so sánh với loài thú khác. Họ phải sống dưới sự trông nom hay chăn dắt của một người mà Giáo hội gọi đó là người chủ chăn. Như vậy, một xóm đạo hay họ đạo có thể được coi như là một trại chăn nuôi cù non dưới quyền chỉ huy của một anh chăn cừu, giống y như hệt như một trại nuôi bò, một trại nuôi bò dưới quyền của một tên chăn bò. Trong mấy thế kỷ 18-19 ở Hoa Kỳ, và cũng giống như những đàn súc vật súc sinh dưới quyền trông nom hay chăn dắt của những người dân du mục ở các vùng ven biên phía Tây và phía Bắc Trung Hoa trong suốt chiều dài lịch sử từ thời thượng cổ cho đến những năm gần đây. Chỉ khác có một điểm là đàn súc sinh này đi bằng hai chân và còn đeo lủng lẳng cái hình chữ thập thòng lòng ở trước ngực. Một điểm đặc biệt khác nữa là đàn súc sinh này dù được Giáo hội gọi là con chiên, nhưng thực sự chúng đã là bị nhà thờ biến thành những tên sát nhân cuồng nhiệt. Sự kiện này được linh mục xác nhận với nguyên văn như sau: nếu những năm 1949, năm 1953, các linh mục đã thể biến giáo dân hiền lành vô tội đó thành những tên sát nhân cuồng nhiệt nhờ khẩu hiệu tiêu diệt cộng sản để làm vinh danh Chúa, thì họ cũng chẳng khó khăn gì trong việc tạo ra cuộc xuất hành vĩ đại năm 1953, năm 1955. Trong khi đó thì nhà viết sử Lorraine Bodner cho chúng ta biết loài súc sinh con chiên này khi thì làm ra vẻ hiền lành như con cừu, khi thì hành xử như một quà thứ cáo già, và khi toàn cảnh cho phép thì chúng sẽ trở thành một quà thứ cọc dữ, và bất cứ sinh vật nào cũng có thể trở thành nạn nhân của nó. Phần trình bày đến đây coi do chúng ta thấy rõ là Vatican đã thành công trong việc biến tín đồ thành hạng người súc sinh, giống như nhà báo Long An đã nhận xét. Con người đã nhân danh tôn giáo để làm những chuyện điên cuồng nhất, đã nhân danh tôn giáo để biện minh cho quyền lực phi nhân áp đặt lên đầu kẻ khác. Con người đã phản lại tôn giáo, đã chặt đứt cây cầu đưa đến cuộc tìm kiếm chính mình, đã cúi đầu đi trên bốn chân để từ con người trở về với nguồn gốc của người súc sinh. 6. Phát động chiến tranh tôn giáo năm 1096, Giáo hoàng Urban thứ hai năm 1088-1099 phát động cuộc chiến đem quân thập tự lính đạo đi tấn công và chiếm đóng các vùng đất của các dân tộc thuộc các tôn giáo hay nền văn hóa khác để cướp đoạt tài nguyên, vơ vét của cải, cưỡng bách các dân tộc nạn nhân phải theo đạo làm nô lệ cho giáo hội và tàn sát tất cả những người không chịu khuất phục. Sách sử gọi các cuộc chiến này là thập tự chiến, nhưng giáo hội lại gọi đó là cuộc thánh chiến. Bất cứ cái gì thuộc về hay của giáo hội đều gọi là thánh cả. Các cuộc chiến này hết sức dã man. Dã man không phải là vì chiến tranh, mà vì những hành động ác độc và dã man của những tín hữu Kitô trong các đoàn quân thập ác này. Dưới đây là một trong những rất nhiều bằng chứng về sự kiện này. Vị tướng chủ huy chiến dịch tiêu diệt dân tà giáo Abedgensit tuyên bố bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, chức vụ lớn hay nhỏ, trước lưỡi gươm họ đều như nhau. Hiệp sĩ ngoan đạo Cato tên là Roland, khi chỉ huy đạo quân tiêu diệt người Hồi giáo, đã hô lớn khẩu hiệu tà giáo là những người xấu xa, tín đồ Cato là những người công chính ngay thẳng. Khi tiến tới bao vây kinh thành Jerusalem, những người lính thập ác trong cuộc chiến thập ác thứ nhất hăng say với niềm tin rằng thiên thần đại diện cho Chúa đang chiến đấu bên cạnh họ. Thành tích của họ là 17.000 dân Hồi giáo bị tàn sát dưới lưỡi gươm của họ ở ngay nơi đền thờ Solomon, và tất những người Do Thái ở trong các giáo đường đều bị thiêu sống. Một vụ tàn sát người tập thể tương tự như vậy cũng xảy ra ở Á Nhĩ Lan vào năm 641. Bọn tín đồ Gia Tô chủ mưu chọn ngày 23 tháng 10 là ngày lễ kỷ niệm Ignatius Loyola, người sáng lập ra dòng tên. Chúng dự trù một cuộc tổng nổi dậy, cuộc toàn quốc. Tất cả những người theo đạo Tin Lành đều phải bị giết ngay, tức thì. Để làm cho những người Tin Lành không chú ý đến việc làm của chúng,
Chúng tỏ ra rất là tử tế với họ. Sáng sớm ngày vùng dậy, bọn chủ mưu đều có võ trang, đi lùng khắp bắt những người tin lành. Gặp người nào là chúng giết người đó, không một chút thương xót. Những người tin lành này chưng hửng trong kinh hoàng. Họ đã sống trong yên bình từ nhiều năm, giờ đây gặp cảnh ngộ như vậy, họ không biết phải chạy trốn đi đâu. Những kẻ tàn sát họ lại là những người láng giềng, bạn bè và bà con của họ. Phụ nữ bị trói vào cọc, lột quần đến thắt lưng, vú bị cắt đứt ra để máu chảy cho đến chết. Những đàn bà mang thai thì bị trói và treo vào cành cây. Chúng mổ bụng nạn nhân, lấy thai nhi ra để cho chó ăn. Trong khi đó thì những ông chồng của nạn nhân bị cưỡng bách phải đứng nhìn những cảnh dã man như vậy. 7. Ban hành một loạt thánh lệnh hay sắc chỉ ăn cướp trong thế kỷ 15. Trong đó có hai sắc lệnh hay sắc chỉ được sách sử ghi nhận với nguyên văn như sau. Năm 1452, giáo hoàng xứ Ifeanyo ký sắc lệnh cho Henry bắt thổ dân những đất khám phá được là nô lệ. Ngày ký sắc lệnh là ngày ảm đạm nhất trong lịch sử chế độ thực dân. Theo sự hiểu biết của người viết, người ngồi trong ngôi vị giáo hoàng trong những năm 1447-1455 là giáo hoàng Nicholas thứ năm, và giáo hoàng Calixtus là người kế ngôi giáo hoàng Nicholas tại vị trong những năm 1455-1458. Như vậy, sắc lệnh giả mang trên đây, hoặc là nếu được ban hành trong thời giáo hoàng Calixtus thứ ba năm 1455-1458, thì phải là sắc lệnh Inter Cathedrae được ban hành vào năm 1456, hoặc là nếu được ban hành vào năm 1452 thì phải là sắc lệnh Divino Amor Communiti do giáo hoàng Nicholas thứ năm ban hành, chứ không phải là giáo hoàng Calixtus thứ ba. Không biết cụ Nguyễn Hiến Lê đã ghi lộn hay tài liệu mà cụ Lê tham khảo đã ghi lộn. Quyền lợi của Bồ Đào Nha đã được phân định rõ ràng trong sắc chỉ Romanus do Đức Nicholas thứ năm năm 1447-1455 ra ngày 8 tháng Giêng năm 1454. Theo quyền lực Chúa ban và quyền lực của Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng ban cho triều đình Lisbon, Bồ Đào Nha toàn quyền tự do xâm lăng, chinh phục, chiến đấu, đánh giặc và khuất phục tất cả các quân Saracen, tức người Ả Rập. Các dân ngoại đạo và các kẻ thù khác của giáo hội gặp bất cứ nơi nào được toàn quyền chiếm cứ tất cả các vương quốc lãnh địa, vương hầu, đất đô hộ và tài sản của chúng, toàn quyền chiếm đoạt tất cả của nổi và của chìm của chúng và bắt tất cả chúng nó làm nô lệ vĩnh viễn. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày đầy đủ nơi chương 3 sách tâm thư gửi nhà nước Việt Nam. Chương sách này có thể đọc online trên sachhiếm.net. 8. Cấu kết với các cường quyền địa phương và các đế thực dân xâm lược để củng cố quyền lực và bành trướng thế lực. Sự kiện này được sử gia Avo Mahatan ghi nhận như sau. Nghiên cứu các tiêu chuẩn lịch sử cho thấy rằng trong nhiều thế kỷ, giáo hội La Mã liên kết các mục tiêu tôn giáo với các mục tiêu của các cường quốc đương thời. Như chúng ta đã thấy, giáo hội đã dùng sách lược này ở Á Châu khi giáo hội liên kết với các cường quốc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp trong một thời kỳ. Ở Âu Châu, sách lược trên đây cũng được áp dụng nhiều lần ở thế kỷ 20 này. Có lúc giáo hội đã liên kết với nước Pháp, liên kết với đế quốc Gia Tôi Áo Hung trong thời đệ nhất thế chiến, rồi trước và trong thời kỳ đệ nhị thế chiến thì giáo hội lại liên kết với các chế độ độc tài Ý và Đức của phe hữu bằng cách đồng hóa với các cường quốc trên đây vào thời đang lên. Về các quyền lợi kinh tế, chính trị và chiến tranh, giáo hội đã thâu tóm được rất nhiều quyền lợi, vì rằng không còn một mà siêu cường gia tô nào kể từ khi đệ nhị thế chiến chấm dứt mang theo sự hủy diệt của chế độ phát xít ở Âu Châu. Giáo hội La Mã đã quay ra chọn Hoa Kỳ để liên kết thành một liên minh chính trị. Đây là hành động để đối phó với sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản Bolshevik và siêu cường Nga Xô sau thời đệ nhị thế chiến. Tình trạng này khiến cho cả giáo hội La Mã lẫn Hoa Kỳ cùng lo sợ và bắt buộc hai thế lực này liên kết với nhau thành một liên minh thực sự trong thế chiến tranh lạnh. 9. Tóm thâu tất cả quyền lực vào trong tay rồi kiểm soát tất cả các phạm vi sinh hoạt và phương tiện sản xuất trong xã hội.
biến giáo hội thành những chủ nhân ông độc nhất của quốc gia. Sự kiện này được sách sử ghi lại rõ ràng, sách Richard Paul Church viết về các vấn đề tôn giáo trước khi Kitô giáo ra đời. Các tôn giáo khác trên thế giới đều có đặc tính khoan dung. Một trong những thông điệp của Memphis là mọi người đều đúng cả, chẳng có ai quấy. Nguyên tắc của người La Mã thời bấy giờ là tôn giáo ở trong vùng nơi bạn cư ngụ là tôn giáo của bạn. Trong tâm trí và trong cách ứng xử của người đời thời bấy giờ là không có sự liên hệ gì giữa tôn giáo và chân lý. Tôn giáo không được coi như là một sự vật có thật. Vì thế cho nên trước khi có đạo Kitô, không có chiến tranh tôn giáo, không có chuyện bách hại tôn giáo, và cũng không có người nào gọi là tử đạo cho niềm tin tôn giáo của họ cả. Lúc bấy giờ không có ai cố gắng áp đặt tôn giáo hay cưỡng bắt buộc người khác phải theo tôn giáo của mình. Chỉ có những người Kitô giáo mới sản xuất ra chiến tranh tôn giáo, gây nên những vụ bách hại tôn giáo và tạo nên những người tử đạo. Ngay từ lúc đầu, người Kitô giáo khăng khăng cho rằng tôn giáo của họ là chân lý, rằng tôn giáo của họ nói về thực tế. Họ đưa ra lập luận rằng tôn giáo của họ là một chân lý toàn cầu, rằng chỉ có Kitô giáo mới là tôn giáo đích thực. Vì thế cho nên mọi hệ thống triết lý khác, về mọi hệ thống kiến thức khác, bất kỳ ngành hoạt động nào của con người có liên hệ với chân lý đều phải hài hòa với tôn giáo đích thực là Kitô giáo. Trái lại, đó chỉ là một hệ thống triết lý giả, một kiến thức giả. Tất nhiên là mọi tính cách đạo đức đều từ Kitô giáo mà ra. Kitô giáo thâm nhập vào tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống thế tục, từ kinh tế, chính trị, tài chính, nghệ thuật, giáo dục cho đến các cơ cấu khác trong xã hội. Tôn giáo và chính trị, tôn giáo và tài sản, tôn giáo và chính quyền, tôn giáo và nghệ thuật, tôn giáo và sự học hỏi. Giữa những liên hệ cơ cấu này, không có sự chống đối nào mà không có hòa giải được. Những cơ cấu này không thể tách rời được và cũng không thể giữ nó ở trong tình trạng tách rời nhau. Các vấn đề như quân sự, chính trị, tài sản, nghệ thuật và chính quyền, tất cả đều phải bị tôn giáo thống trị luốt. 10. Phóng tay cướp đoạt tài nguyên quốc gia, tận tình bóc lột nhân dân dưới quyền và tích lũy của cải cho đầy túi thơm. Tội ác này đều được sách sử ghi lại rất rõ ràng như sau. Giáo hội tự định nghĩa mình là một mầu nhiệm, tự gọi mình là hiền thê của Thiên Chúa làm người. Nhưng tài sản của giáo hội trước thời cách Luther tại Đức là 1/5 cả nước, tại Pháp là 1/7 cả nước, tại Tây Ban Nha là 1/6 cả nước, tại Ý là 1/4 cả nước. Đó là quyền lực của Mammon mà Đức Giêsu Kitô giảng dạy trong Tin Mừng. Người là tôi tớ cho Mammon của cải, và nước trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Thế mà hiền thê của Đức Kitô liên tiếp trong 17 thế kỷ giàu nhất thiên hạ Đông Tây. Vào thế kỷ 15-16, không kể đất đai cát cứ, chỉ nguyên bất động sản thuộc loại kiến trúc của giáo hội trên khắp cõi Âu Châu và Địa Trung Hải, nếu đặt gần nhau chiều dài bằng hay dài hơn vạn lý rừng thành của nhà Tần bên Trung Quốc. Nhưng bề dày thì dày hơn kiến trúc của nhà Tần gấp nhiều lần. Nông nô hay tá điền, lao nô hay công nhân phục vụ cho giáo hội có thời, có nơi lên đến 1/3 dân số đất nước của các vua chúa thời phong kiến. Ngoài ra, giáo hội còn thiết lập một hệ thống thế vụ riêng, một hệ thống pháp đình riêng, cả hai độc lập ngoài quyền kiểm soát và các ông hoàng đế của các ông vua. Khối lượng Mammon của giáo hội là khối tài sản thù đắc khổng lồ, vô địch thiên hạ cổ kim. Một giáo hội kinh bang tế thế, thành công và vẻ quan huy hoàng như thế, người ta không thể nói đến dân chủ. Ruộng đất và các tài nguyên khác của đất nước không phải là vô biên mà đều có giới hạn. Cho nên khi mà giáo hội càng khó có nhiều quyền lực, càng chiếm đoạt nhiều ruộng đất và càng trở nên giàu có, thì nhân dân dưới quyền càng bị áp bức, càng bị bóc lột, càng không có ruộng cày để mưu sinh và càng trở nên nghèo khổ, đau thương và cơ cực khốn cùng. Như vậy là quyền lực của giáo hội vươn tới đâu thì ở đó nhân dân sẽ không thể nào tránh khỏi cảnh bị áp bức, bị bóc lột và bị rơi vào trong tình trạng chậm tiến, lạc hậu, nghèo khổ, cơ cực, lầm than. Sự kiện này cũng được sách sử ghi rõ ràng như sau. Sự trái ngược giữa các nước nghèo khó ở Nam Âu và sự phồn thịnh của các nước ở Bắc Âu thật là quá rõ ràng. Nước Anh Tin Lành đã trở thành một và cường quốc trên thế giới và đang trên đường trở thành một và trong các đại đế quốc thương mại. Nước Phổ Tin Lành giàu có và hùng mạnh, nước Hòa Lan Tin Lành
đã khởi tiến vào việc ngoại thương và xứng đáng được mang tước hiệu đế quốc. Một vài du khách đi từ Bắc và Trung Âu tới nước Pháp và bán đảo Tây Ban Nha rồi qua Ý đại lợi sẽ thấy sự tương phản về kinh tế. Mức sống và trình độ học vấn tổng quát của người dân trong các quốc gia này ở Bắc và Trung Âu phần lớn là tinh lành, không có quốc gia nào rơi vào tình trạng chết đói và nghèo khổ triền miên như các nước ở miền Nam Âu. Chủ nghĩa tư bản cổ điển đã lỗi thời và các quốc gia theo đạo tinh lành cũng đã tức thời và sẵn sàng từ bỏ nó để làm lợi cho đất nước. Các nhà chính khách và vua chúa ở các quốc gia Nam Âu cho rằng Tòa Thánh La Mã và chế độ giáo hoàng phải chịu trách nhiệm về sự suy thoái và thua kém của các nước họ so với nước theo đạo tinh lành. Không riêng gì các nước Nam Âu, Ý đại lợi, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mới rơi vào tình trạng nghèo khổ chậm tiến và lạc hậu nếu so với các nước Âu Châu khác ở ngoài vòng kiểm tỏa của giáo hội như Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Ba Lan, Á, Hung, Tiệp Khắc, vân vân. Mà bất kỳ nơi nào ở trên thế giới, hễ quyền lực của giáo hội La Mã vươn tới đâu thì ở nơi đó tình trạng nghèo khổ lạc hậu chậm tiến và dân trí thấp kém. Bằng chứng là nếu đem các quốc gia Mỹ châu Latin so với các quốc gia ở Bắc Mỹ như Mỹ và Canada, đem Phi Luật Tăng so với các quốc gia Á Châu khác như Ấn Độ, Miến Điện, Mã Lai, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân, và đem các thuộc địa của Pháp và Mỹ ở Bắc Âu và Trung Phi như Rwanda, Congo, Trung Phi so với các quốc gia khác ở trong cùng một vùng và cùng ở một lục địa Phi Châu, thì chúng ta sẽ thấy rất vấn đề này rất rõ ràng. 11. Thi hành sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ. Chủ trương sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ của giáo hội La Mã là để biến tín đồ và nhân dân dưới quyền thành những người bị điều kiện hóa hoàn toàn, khiến cho họ không còn biết sử dụng lý trí để tìm hiểu sự vật. Ở vào tình trạng này, các tế bào lý trí trong não bộ của họ đương sự hoàn toàn bị tê liệt, không còn có thể sử dụng lý trí để suy luận mà tìm hiểu sự việc. Nếu cố gắng thì sẽ bị mệt mỏi, vì nếu mà họ không có khả năng phân biệt sự khác nhau giữa ý kiến và sự kiện, giữa phải và trái, giữa nguyên nhân và hậu quả, giữa gốc và ngọn, giữa thuận lý và nghịch lý, giữa quy luật đạo đức và tín lý của một tôn giáo, giữa tôn giáo và chính quyền, giữa quốc gia, giữa quốc luật và giáo luật, vân vân. Tình trạng này khiến cho đương sự lười suy nghĩ và có khuynh hướng chỉ biết phát thanh và hành động theo người hướng dẫn là các đấng chăn chiên của họ, giống như con chó trong phòng thí nghiệm của các nhà bác học Bonlo. Nếu tiếp xúc và nói chuyện với giới trí thức con chiên hoặc là đọc các bài viết hay những tác phẩm của họ, chúng ta sẽ thấy rõ tình trạng này. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải diệt trừ cái bọn đạo này đã làm biết bao nhiêu thế hệ bị lầm than. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và trang sách sau mình sẽ làm cái phần này của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Các nhà lãnh đạo và tu sĩ Kitô này được ác tính, bạo ngược, loạn luân và phi luân. Mình sẽ trích trong tác phẩm này rất là dài. Mình sẽ trích và đọc những cái phần tín lý trong đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và nhớ đăng ký kênh để khích lệ tinh thần.